À. Phôi phôi này như bác mua vừa rồi bao nhiêu đấy? 500. Đây là phôi 2 năm hết anh nhỉ? Phôi 2 năm. 3 năm. Trung bình là khoảng tầm 2 đến 3 năm hết. Nhiều bạn có hỏi là nục mà lá của cây hoa đào của các bạn bây giờ rất là dài rồi thì hiện tại đã cho ăn gì được chưa? Thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ. Thì đối với những cây mà dăm nục nó ngắn thì mình đã bảo là chỉ cần tưới nâm thao thôi, nâm bột đấy. Còn khi nào trồng, sau khi trồng khoảng từ tầm 30 cho đến 40 ngày có thể là cho ăn NPK được. Thì NPK mình có thể là cho ăn loại nào? Thì như mình đã chia sẻ là các bác có thể là cho ăn bằng phân đầu trâu tan chậm như thế này. Các bác cứ rắc ở trên mặt, sau này cây từ từ sẽ ngầm xuống và tan ra và ăn dần. Đấy, cây phát triển rất là mạnh luôn. Nếu mà lượng phân các bác mà cho nhiều, tỷ lệ nhiều đạm quá, gặp trận mưa rào to, nó ngầm xuống, nó sẽ lại sinh ra thừa nước, thừa đạm, nó sẽ sinh ra xì mủ của thân cây, làm cho thứ nhất là dễ nó kém, thứ hai là cây cũng bị kém theo. Đấy, thành ra các bác cứ đợi cho dăm nục phát triển thật mạnh như thế này rồi thì các bác cho ăn phân cũng được. Thì như thuốc xương phòng trừ thì các bác có thể là phun Sẹc Cô, Man Xanh, Zizomin đấy, hoặc là một số loại khác cũng như kiểu Acodi. Rất là nhiều loại thuốc phun xương phòng trừ sâu bệnh. Sâu bệnh cũng có thể là phun rất là tốt như kiểu phun Aminatop đấy, phòng trừ kiểu là đạo ôn khô vằn đấy, và thán thư luôn. Thì cái bệnh xảy ra nhiều nhất ở cây đào, nó hay có ra cái hiện tượng nọc như thế này này. Đấy, nếu mà để nhìn rõ nọc thì các bác, nếu mà các bác cứ hỏi là cái nọc của em bị vàng vàng như thế này, thực tế là nhìn trên hình ảnh nó cũng không được rõ nét để em xem cây nào. Thường thường hay xảy ra ở đào mới ghép ấy. Để em gì xem đây rồi. Để em xong quay cái cây đào mới ghép này thì các bác sẽ hình dung thực tế luôn là cái bệnh của cây đào. Như cái ngọn đào này ấy, là rất là bình thường. Còn đối với mấy cái ngọn đào ghép như thế này rồi, một là do là thân cây nhựa yếu, hai là cái đuôi mép lá cháy vàng ấy đều là do sương mai, sương bệnh, trận mưa tầm hôm mùng 8 đến hôm mùng 10 ấy, có mấy trận mưa sương năm nay ấy, gần như các cây đào ghép và trồng lại đều có hiện tượng bị cháy ở đuôi lá. Đấy. Nhiều bác cũng có hỏi, thực tế ra là nếu mà vàng ở các cái đuôi lá ấy, thì đều là do sương bệnh. Thì các bác có thể là phun Aminatop vừa phòng trừ được cái bệnh xương cháy ở đuôi lá và một số lá cây cũng như ngọn nọc nó bị vàng. Đấy, cái là cái bệnh đạo ôn ấy, thường là xảy ra ở những cây lúa và những cây, một số cây ăn quả. Các bác xem clip mà còn gì thắc mắc mà muốn hỏi thêm thì cứ bình luận bên dưới, em sẽ trực tiếp trả lời. Xin chào tất cả các bác đã xem clip của em. Chúc các bác xem clip vui vẻ.